như tăng ca. Con quân huynh đợi ta đi chơi nét. Còn vào năm máy đem tăng ca. Đưa ta gia xô quay tay hơi khét. Giờ đây ngoài kia, giờ đây ngoài kia. Thằng mày tao nói ba mày đang tới. Ông chịu nét bảo hôm nay tao bao. Mày đi về lẹ số mày đang tới. Bước đưa về nhà là nghe câu hỏi. Sao mày không giống con người ta. Cho mày một chặng cho mày nhớ đời. Là phải luôn luôn nghe lời ba. Hãy nhìn mà xem, giờ đây ngoài kia. Ta còn may mắn hơn được nhiều người. Còn đừng đi học, còn đừng trong chơi. Hãy tặng lại ba đó là điểm 10. Nhưng mà ba ơi, con luôn biết chứ. Con rất hiểu chuyện và rất nhớ lời. Là học sinh ngoan, phải luôn cố gắng. Không thể ba đánh chơi là nhớ đời. Nhưng mà cảm giác chơi cùng bạn bè thật sự luôn vui như là Tết. Nhất là gia đình, như là anh em. Vì thế nên sao đập tích học ta như tăng ca. Cùng quân huynh đại ta đi chơi nét. Gọi vào năm máy đem tăng ra. Đưa ta nhà xô quay tay hơi khét. Giờ đây ngoài kia, giờ đây ngoài kia. Thằng mày tao nấu ba mày đang tới. Ông chủ nét bảo hôm nay tao bao. Mày đi về lẹ xuống mày đang tới. Thời gian trôi đi trôi qua trôi mau vẫn cứ lặp lại. Thầy có biểu hàng ngày hàng giờ bao nhiêu tí trong môi trống để được lặp lại. Ta cứ tiến độ lên sắp đến kỳ thi cuối kỳ về đến quan trọng. Không nên đi đâu chơi không làm cho ba la ta cả khang hỏng. Nhưng mà thôi không xong học hành nghiêm túc kiểu này nên là không quen. Thôi thì đi chơi game vừa học vừa chơi thế này nên là trong quen. Để thấy đóng tài liệu một chiếc ba lô đối với ba cô đi học thằng bé đã alo. Chỉ là nói vậy thôi, việc học vừa chơi mọi nơi ta phải rõ ràng. Trong đời toán lý hóa phân tích chiến thuật sân chơi sẽ khỏi bàn. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai là thứ hai. Học vừa chơi cả hai thứ, ta phải sắp thôi chứ ai. Nhưng mà ba ơi, con luôn biết chứ. Con rất hiểu chuyện và rất nhớ lời. Là học sinh ngoan, phải luôn cố gắng. Không thể ba đánh chơi là nhớ đời. Nhưng mà cảm giác chơi cùng bạn bè thật sự luôn vui như là Tết. Nhất là gia đình, như là anh em. Vì thế nên sao đập tích học ta như tăng ca. Cùng quân huynh đợi ta đi chơi nét. Gọi vào năm máy đem tăng ca. Đưa ta gia xô quay tay hơi khét. Giờ đây ngoài kia, giờ đây ngoài kia. Thằng mày tao nói ba mày đang tới. Ông chủ nét bảo hôm nay tao bao. Mày đi về lẹ số mày đang tới.